Đây là trái mít không hạt, loại mít xuất hiện khoảng 10 năm qua tại vùng Cần Thơ. Và như các bạn thấy đây, trái này nó hoàn toàn không có hạt, nó chỉ có những cái mài nhỏ nhỏ này là vết tích của hạt thôi, chứ thật sự là không có hạt. Thỉnh thoảng thì trong một trái thì thỉnh thoảng nó có khoảng 5-3 cái hạt thôi, nhưng mà cũng nhỏ xíu. Và mít này để ăn thì người ta chỉ gọt vỏ và lọc cùi ra là ăn thôi, chứ không có muối, như không có tách muối ăn như mít thường, và ăn tất cả sơ và muối. À, tôi vừa thấy một cái hạt rồi. Thỉnh thoảng thì nó có hạt. Đây, có hạt lép đây. À. Nhưng mà là hạt lép. Ở đây là ăn được hết, chỉ cắt vỏ và cắt cùi vỏ.